Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Australia, Pháp bắt tay thách thức Trung Quốc trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại Paris, Pháp đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Australia-Pháp lần thứ hai. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, các nhà lãnh đạo hai nước đã khẳng định nỗ lực của hai bên trong việc làm mối quan hệ song phương và đưa quan hệ hai nước phát triển dựa trên ba trọng tâm gồm quốc phòng, an ninh, biến đổi khí hậu, phục hồi và văn hóa giáo dục. Australia-Pháp cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác ở khu vực Thái Bình Dương, trong đó cụ thể hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong chuỗi cung ứng an ninh an toàn hàng hải, biến đổi khí hậu và cùng chống lại nạn đánh bắt cá trái phép, hoạt động tội phạm trên biển trong lúc thúc đẩy nền kinh tế xanh. Đồng thời, Australia và Pháp cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt. Trong vấn đề Biển Đông, cả Australia và Pháp đều phản đối các hành động bắt nạt gây bất ổn trong khu vực, bao gồm cả việc quân sự hóa khu vực đang có tranh chấp. Australia và Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ dành cho các quốc gia thực hiện các quyền và tự do ở Biển Đông, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, bao gồm quyền tự do đi lại trên biển và trên không. Australia và Pháp cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai lực lượng và qua lại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như quy định trong luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa một số nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lực lượng quân sự, kinh tế và kiềm chế chiến lược. EU có mối quan tâm lớn đến Biển Đông nói riêng và Đông Á nói chung ở hai khía cạnh là hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế. Người ta tính rằng sự đối đầu ở Đông Á sẽ ảnh hưởng lớn tới EU bởi lợi ích của 27 nước ở khu vực với 18,1% xuất khẩu và 30,1% nhập khẩu. Trên khía cạnh kinh tế giữa EU và Nhật Bản, Hàn Quốc có quan hệ đầu tư và thương mại cũng rất lớn. 18,1% xuất khẩu của EU là tới Đông Á, trong khi toàn châu Á là 21,4%. EU nhập khẩu 30,1% hàng hóa từ Đông Á, trong tổng số 34,3% từ châu Á. Qua đó, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại giữa EU và Đông Á đã tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng rủi ro cao. Với Trung Quốc, về mặt kinh tế có thể thấy sự ràng buộc rất lớn giữa EU như là một khu vực đang phải đối diện với những khó khăn rất lớn. Trong khi Trung Quốc lại là một thế lực kinh tế mới nổi, có dự trữ ngoại tệ rất lớn và một công xưởng sản xuất hàng hóa cho toàn thế giới. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa EU và Trung Quốc là khá lớn. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của EU là thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Về mặt hòa bình và an ninh, mối quan ngại của EU chủ yếu xuất phát từ bản sắc của EU, với tư cách là một khối cường quốc yêu trụng hòa bình, chuẩn mực. Vì thế, mặc dù làm ăn lớn với Trung Quốc, nhưng các nước EU vẫn nhìn Trung Quốc không chỉ là một thế lực hung hãn đang trỗi dậy, mà còn là vì bản chất hệ giá trị tiêu cực mà nó theo đuổi. Nền cai trị phi dân chủ với một chủ nghĩa tư bản hoang dã về bản chất luôn vi phạm các cam kết về an toàn thực phẩm, cũng như là về luật lệ quốc tế và về nhân quyền nói chung, chỉ để thực hiện các tham vọng lợi ích của mình. Do đó, nếu các nước châu Á tiến hành cải cách kinh tế và chính trị theo hướng nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì EU sẵn sàng dành cho những ưu đãi và giúp đỡ. Myanmar với những cải cách được bắt đầu hơn một năm qua là một ví dụ tiêu biểu. Hiện tại, Đông Á là khu vực của bất ổn cho các quốc gia tăng cường trang bị khí tài quân sự và bất đồng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Đe dọa của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên do xung đột Nam-Bắc Triều Tiên. Các tranh chấp ở các quần đảo giáp danh giữa các nước Đông Bắc Á với nhau. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đều được EU quan tâm, theo dõi với sự lo lắng sâu sắc. Tuy nhiên, do EU không tập trung nỗ lực vào xây dựng lực lượng quân sự và phòng thủ riêng vì nằm chủ yếu trong khối NATO. Dưới sự chỉ huy của Mỹ, EU không thể có biện pháp quân sự và an ninh cụ thể để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Và trước sau gì thì châu Âu nói chung và cả EU và Nga đều không can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Nhà nghiên cứu Philip Steller khẳng định, tuy về vấn đề an ninh khu vực Đông Á vẫn đặc biệt quan trọng với kinh tế EU và thế giới nói chung,
Do đó, một khi xung đột xảy ra ở Biển Đông, rất có thể các quốc gia EU sẽ hành động đơn lẻ để duy trì luật pháp và trật tự, hoặc để đảm bảo an toàn hàng hải nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở khu vực này. Đồng thời, với tư cách toàn khối, EU có thể can dự thông qua NATO. Dù sao, cả Anh và Pháp vẫn có thể hành động riêng nếu đó thuộc về lợi ích của họ. Cả Anh và Pháp đều có lực lượng hải quân mạnh, bao gồm cả khả năng hai nước triển khai tàu sân bay. Lợi ích của các cường quốc trên thế giới tại Biển Đông rất đa dạng, nhiều cấp độ, có sự khác biệt nhất định giữa họ với nhau. Và vì thế, các chính sách của từng nước cũng khác nhau. Nhưng giữa các cường quốc vẫn có những lợi ích chung, tạo nên tiếng nói chung trong kiến tạo hòa bình ở Biển Đông. Trong đó, Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tham vọng bá chiếm lãnh thổ và tạo ra các xung đột đầy kịch tính ở khu vực. Nguyên nhân chính khiến Trung Quốc ngày càng tự tin và mạnh bạo trong các hành động gây hấn giữa hai nước Việt Nam và Philippines và ngang nhiên thực hiện nhiều biện pháp, chính sách khác, cả việc dùng sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm nhằm độc chiếm Biển Đông là ở chỗ các nước có tranh chấp với Trung Quốc và cả khối ASEAN đều không phải là đối thủ cân sức với Trung Quốc. Hơn nữa, thái độ thiếu quyết liệt và dứt khoát của một số cường quốc, kể cả Mỹ, thể hiện trong sự quá mềm mỏng với Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 17 tháng 11 năm 2012, càng khiến Trung Quốc tự tin vào chiến lược độc chiếm Biển Đông của mình. Mối lo chính hiện nay của 4 nước ASEAN có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc chính là khả năng thỏa hiệp của các nước lớn với Trung Quốc. Vì tầm nhìn thiển cận và lợi ích quốc gia cục bộ của họ, một số hoặc tất cả các nước lớn này có thể chấp nhận để Bắc Kinh khẳng định chủ quyền của mình đối với một phần lớn hay toàn bộ cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với điều kiện Trung Quốc bảo đảm Biển Đông, sự tự do lưu thông trên các tuyến hàng hải ở Biển Đông. Ý kiến của một học trò Australia gần đây về việc các cường quốc nên chấp nhận ảnh hưởng độc tôn của Trung Quốc đối với bán đảo Đông Dương là một hiện tượng bạo lực khuynh hướng đầy rủi ro này. Đây là một khuynh hướng bất lợi và nguy hiểm nhất cho các nước, nhất là Việt Nam. Vấn đề khả năng thỏa hiệp của các nước lớn với Trung Quốc cần được giới nghiên cứu chiến lược và quy định chính sách, nghiên cứu toàn diện và thận trọng nhất. Tuy nhiên, những chuyển động địa chiến lược từ năm 2012 với tuyên bố trở lại châu Á của Mỹ cho đến không khí của diễn đàn Shangri-La tại Singapore vào tháng 6 năm 2012 và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 17 tại Phnom Penh tháng 11 năm 2012 đã cho thấy vẫn còn nhiều cơ hội cho các cơ chế hợp tác đa phương mới để tăng cường ổn định và thúc đẩy thương mại và an ninh chung ở Biển Đông. Xu thế đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là không thể đảo ngược. Cho dù nội bộ khối ASEAN hàm chứa không ít bất đồng giữa các nhóm nước có lợi ích khác nhau và sự can thiệp đầy thâm hiểm của Trung Quốc trong năm Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, quan điểm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rõ ràng sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tháng 11 năm 2012. Các diễn biến gần đây xung quanh tranh chấp Biển Đông, quan điểm của các quốc gia trước hết là của các chiến lược gia đều cho thấy Biển Đông là nơi đang tập trung những xung đột lớn nhất, nóng bỏng nhất của thời đại và báo hiệu xu hướng xung đột chủ yếu trong tương lai của thế giới. Nơi đây, trung tâm dân số và tăng trưởng kinh tế của thế giới tập trung không chỉ các mâu thuẫn lợi ích địa chính trị, mà còn là xung đột về hệ giá trị, về các mô hình chính trị xã hội của các cường quốc thế giới. Xung đột giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, giữa mở cửa và đóng cửa, giữa cân bằng và cực quyền. Vì thế, việc giải quyết các xung đột về chủ quyền và an ninh trên Biển Đông đòi hỏi nỗ lực lớn và kiên trì, chính sách kiên định và cơ quan của tất cả các bên. Trong đó, việc lựa chọn chiến lược và chính sách của Việt Nam trong quan hệ quốc tế cần phải kết hợp và trên hết, dựa vào tăng cường nỗ lực của dân tộc là yếu tố quyết định. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!